anh tập xe đó, đó anh tập xe thấy chưa? Okay, xin chào mọi người. Mọi người theo dõi anh Minh Biker chắc cũng để biết là bây giờ qua Tết anh ấy chuyển từ chỗ cũ qua chỗ mới rồi. Chỗ cũ thì anh làm công tác mới rồi. Còn bây giờ anh về đây thì địa chỉ mới là 25 Lô C Lý Chiêu Hoàng, đúng không? Phường 10 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Đó mọi người. Thì đây mình ở Đồng Nai, mình cũng lặn lội đến đây mình tìm mua chiếc xe, cũng cọc anh Minh lâu rồi. Nay mình anh Minh lấy xe về cho mình rồi, mình cũng rất là ưng ý, rất là thích. Xe mình rất là mới ở ngoài kia mọi người. Rồi, sáng mình tới đây mình đi đường xa cũng rất là mệt mỏi. Nên là chỗ mà anh em thì anh Minh cũng cho mình ở đây, mình có chỗ nghỉ ngơi hết nha mọi người. Nên mình nghỉ ngơi rồi hẳn mình mua xe sau cũng được. Mình có sức thì đó xong mình mới mang xe về được. Nãy giờ anh em đã ngắm xe, mấy anh em mà ngắm xe của em rồi đó. Rất là đẹp ha. Mà xe mới đi mấy ngày nữa, rất là đẹp. Thì hiện tại là anh đang set up lại. Cho nên sáng giờ em cũng thấy là nó hơi vất vả ha, nhưng mà vẫn cố gắng đón tiếp anh em. Thì theo mình biết á, là anh em xem clip của mình á, là có rất là nhiều anh em ở xa. Và hồi trước á, mình ở bên kia á, là nhiều anh em đi tới 3-4 giờ sáng luôn, mà người ta không có chỗ nghỉ, người ta phải chờ mình tới khi giờ người ta mở cửa. Thì bây giờ mình đáp ứng nhu cầu anh em, tại vì anh em đã ủng hộ mình xem YouTube của mình, của anh á, từ một thời gian qua cũng rất là lâu rồi, cả một năm mấy, hai năm rồi chứ gì. Thì mình mới sử dụng chỗ này, dành ra một cái phòng để cho anh em ở nghỉ ngơi giống như em đó, thấy không? Tối đi đâu mà mệt, tối đi làm mệt, cho nên nó lên để đây xa rồi mình bắt ảnh là phải nghỉ ngơi, ngủ một giấc xong rồi mình mới ra hỗ trợ anh em cái giấy. Nói chung là coi như là cái này là coi như là cái mình phải nói sao ta, biker house hả, là cái ngôi nhà dành cho những anh em đam mê xe hả? Đó thì đó, ở phía ngoài này đây á, thì mình chưa làm xong phía ngoài đây là sẽ chỗ rửa xe siêu sạch đó, cái chỗ thảm đỏ đó là rửa xe, chỉ rửa xe. Nói chung anh em tới mình vẫn rửa luôn á, những xe mà mua bên mình hoặc là những xe ở ngoài anh em muốn tới chơi á thì mình vẫn rửa luôn, hỗ trợ rất là rẻ luôn, chỉ 50.000 một chiếc thôi là rửa luôn sên luôn á nha anh em. Có nghĩa là hỗ trợ công rửa cho anh em chơi thôi. Và mình đang hiện tại là mình đang setup cái này lại cho nó hoàn hảo nhất có thể đó. Thì bây giờ chưa có xong gì hết, đây quay vô trong cho anh em xem. Thì anh em thấy cái này nó có phù hợp cho anh em của mình không? Rất là phù hợp nhất là những bạn ở xa đó, rồi chỗ nghỉ. Rồi hồi nãy chưa có biết chạy xe luôn. Chưa biết chạy xe rồi giờ vô tập xe. Tập được rồi đúng không? Lấy chắc chắn chưa? Chắc rồi. Rồi giấy tờ cất hết chưa? Chắc hết rồi. Rồi ok luôn. Thì bên mình là có thu mua xe rồi hỗ trợ quay đầu lại cho anh em luôn nha, nhưng mà hiện tại thì nó đang lập chập. Thì cái miếng này nè anh em. Khi mà rửa xe là nước nó khỏi văng lung tung, nó sẽ chạy ở dưới luôn. Rồi mình dựng xe đây mình rửa, máy rửa rồi máy bơm đầy đủ hết, chưa xong. Nó là chưa xong, mới setup đơn giản thôi rồi thay nhớt rồi cho anh em nè. Anh em ở xa có thể ship nhớt rồi cho anh em tới luôn. Hoặc là anh em lâu lâu ghé lên đây rồi bảo trì rồi coi thử kiểm tra xe rồi thay nhớt anh em luôn. Lâu lâu mới thay một lần mà đúng không? Ừ. Không phải lúc nào không thay đó. Thì ở đây. Còn trong đây là sẽ là gọi là trưng bày xe. Đó, chưa mở hết điện nên là đây là sẽ trưng bày xe 2 dãy, chưa làm ghế ngồi cho anh em nữa.
xe, đồ chơi xe nè. Đồ chơi xe, em quay đồ chơi xe bên này nè. Bô này nọ. Rồi trong đây là khu vực xe là sửa chữa. Chưa có xong nha anh em. Quay quay nhá hàng cho anh em xem thôi. Bây giờ sẽ là một khu vực để sửa chữa đó. Ví dụ thay bố thắng đồ này nọ đó. Nói chung mà đơn giản thôi, mình làm chỉ là một chiếc thôi. Chất lượng, ít nhưng mà chất lượng chứ không phải là làm đại trà. Anh em thấy chưa? Set up cái chỗ này. Rồi ở trên chỗ anh em ngủ là có đầy đủ luôn nha anh em. Mà nói chung là ở trên chỗ anh em ngủ là đầy đủ luôn. Mình sẽ set up cái chỗ anh em ngủ tham cho anh em thoải mái nhất có thể. Đó rồi ok. Thì cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ xem kênh mình. Thì có nhiều trường hợp lắm em. Có nhiều trường hợp là ví dụ như hai cha con Phú Yên nè, nổi tiếng đó rồi. Hả? Hồi đó bên kia là hai cha con phải ngồi trên ghế ngủ. Anh thấy sao mà người anh em, nói chung là người ta ở xa tới, người ta đã quý mình, ta cũng như anh em mình mà sao để ngủ hai cha con nằm ngủ nè, ngồi ghế ngủ. Thấy tội quá luôn á. Nói chung là thấy mình thấy không ấy, mình thấy khách hàng của mình mà. Bây giờ thôi. Ok, dành ra riêng một cái phòng mà anh em ở xa tới vô, đóng vô ngủ. Anh em thích ngủ đây hay là thích ngủ đây luôn? Coi chừng có nhiều anh em thích ngủ dưới đây luôn á. Đó rồi. Đó thì thiết kế gì dành cho anh em. Rồi cảm ơn em nha. Tới đây. Anh có mua nón, anh có mua cái nón để anh đội, cái nón bảo hiểm full face. Rồi mình tặng anh cặp bao tay. Đó, coi như anh em vui vẻ thôi. Đó. Rồi bữa sau chừng nào bán xe cứ lên đây. Hay là lên phân khối lớn. Ok. Đó rồi ok em nha. Thôi. Rồi. Cảm ơn người đã ủng hộ kênh của Minh Biker trong thời gian qua nha. Thì địa chỉ là anh em phải bấm Google. Đó là 25 lô C, Lý Chiêu Hoàng, phường 10 quận 6. Anh em hãy lưu ý cái này nha, là có nghĩa là anh em không phải là ra đường Lý Chiêu Hoàng mà tìm nha. Anh em bấm 25 lô C có nghĩa là nó nằm đối diện song song với đường Lý Chiêu Hoàng. Đường Lý Chiêu Hoàng đây thì nằm bên đây. Đó, song song, hai đường song song là nó là 25 lô C Lý Chiêu Hoàng. Nói chung cũng dễ tìm lắm anh em. Nhìn cái nhà nào mà có treo bô bóc trên tầng nhà là biết liền à. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha.